OK, chúng ta lại gặp nhau trong bài số 14. Thì đây là một cái đèn lồng cũng dạng mây che đan. Thì các bạn có thể nghĩ rằng chúng ta có thể đi từ đối tượng như là sphere, xong rồi scale hai cái đầu nó lại, xong rồi chỉnh cái biến dạng cho nó giống như cái đối tượng này. Nhưng làm như vậy sẽ không được. Lý do là cái thanh này chúng ta nó có cái độ chuyển ở giữa là nó to nhất và hai cái đỉnh đầu nó bé lại dần. Khi các bạn reshape từ một cái đối tượng cơ bản, ví dụ cái sphere, nó sẽ xảy ra cái tình trạng như cái cạnh của chúng ta, những cái đầu của nó sẽ to bằng nhau. Các bạn cũng nghĩ rằng mình có thể đi từ đối tượng led sang grid shape, nhưng như vậy cũng không được, vì khi grid shape và chuyển sang 3D ảo, những cái tiết diện của nó sẽ bị xoắn vặn, nó không giống như cái hình dáng cái đèn. Ở đây tôi sẽ đi từ cái đối tượng đường line, chúng ta sẽ bám theo cái biến dạng này. Bởi vì cái hình của chúng ta có tính chất đối xứng nên tôi chỉ cần làm cái mặt phía trên là đủ. Và khi đi lưới các bạn sẽ đi cho nó thừa ra một chút. Ở đây tôi sẽ bật 3D ảo đối tượng đường line lên. Khoảng tầm 20 width 2 ly. Cái tiếp edit plane. Thì những cái điểm phía trên này bây giờ chúng ta sẽ scale lại theo phương trục y. Scale lại chút. OK. Và đây chúng ta có thể siêu chi nữa. X, Y. Cho có độ 1 kéo lên một chút. Deeply. Rất dễ dàng chúng ta di chuyển cái pivot vào trong này. Vào tool chọn array. Ở đây tôi đang cần quay theo phương trục Z mà góc 360 độ. Để copy preview. Tăng số lượng segment lên. À, khi chúng ta đứng ở cái vùng nhìn này, ngay tức nó đã bị đổi trục. Tôi sẽ làm lại. OK. Sau đó tôi sẽ tách toàn bộ cái đối tượng này lại. Và sau này chúng ta sẽ tu bổ smooth sau. Ở chính giữa cái đèn này nó có một cái thanh chạy ngang. Chúng ta sẽ vẽ từ cái đối tượng rectangle, và sau đó chúng ta sẽ lết cho nó. Cũng khoảng tầm 2 ly, cao khoảng tầm phần rưỡi. Rất đơn giản, lết. Bấm số 1 kéo vào đây. Thì các bạn nên turbo cái đối tượng này trước để chúng ta dễ xác định cái kích thước của nó. Kéo đây một chút.
tăng số lượng segment này lên. Thì sau này chúng ta đỡ phải tu bổ smooth. Kéo lại một chút. Flip normal, edit poly, align vào đây. X, Y, center bằng center, ok. Đổi center pivot vào đây. Tương tự với cái thanh trên, tôi sẽ giữ shift copy này lên. Xóa đi, xóa đi. Chúng ta chỉ cần cái rectangle này mà thôi. Tôi sẽ xoay nó một góc. Thì khi mà xoay cái rectangle này, các bạn sẽ về reset x form cho nó. Convert sang spline. Như vậy nó mới nhận lại cái hệ trục x, y của chúng ta. Còn không nó vẫn giữ nguyên cái hệ trục ban đầu. Và khi mà xoay các bạn sẽ thấy là nó chạy theo phương chéo. X, Z. Ok. Edit poly. Align vào đây. Thì phần dưới dễ rồi, chúng ta sẽ giữ shift copy xuống mirror thôi. Nhưng lát nữa nó còn có những cái dây nó vắt qua như này, mình sẽ làm luôn một thể. Thì với cái dây này các bạn thấy rằng nó đang chạy chéo, dây này vắt vào đây, vắt lên đây. Ở đây tôi sẽ đi từ đối tượng tấm plan. Hoặc các bạn có thể đi từ đối tượng line cũng được. Xoay một chút. Cái tiếp đi poly nó kéo điểm lên trên này. Rồi sau này chúng ta sẽ shell tạo độ dày cho nó. Chọn cái độ 2 quét connect vài cạnh. Nhấc ra một chút. Chọn cái này. Giữ shift kéo vào đây. Giữ shape kéo dưới. Sự lúc thêm nó cạnh nữa đây. Nhấc ra một chút. Thì cái cạnh này của chúng ta sau này nó sẽ bập về cạnh này. Giữ shape đưa đây một chút. Kéo lại một chút. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổi pivot insert xyz pivot in center, ok. Bây giờ chúng ta array những cái thanh ra 66 thanh. Preview. Và đây tôi sẽ để instant, ok. Quét giữa internet bỏ cánh giữa. Kế tiếp tôi sẽ chỉnh những cái điểm này cho nó bập vào nhau. Tắt bật điện, tắt cơ bước theo trục. Dí vào đây. Ok.
Đây phía trên chúng ta còn một cái vết nối nữa, nên là tôi sẽ copy nó lên để dành. Convert sampling tách lại với nhau, cho Chrome 1 Ctrl A. Well, Shell. Ok, ở đây tôi Shell trước. Turbo Smooth thử. Ok. Thì cái vật thể tôi để dành ở đây, kéo ra đây. Center pivot. Xoay. Kéo những điểm này lại một chút. Đây phía trên chúng ta nó bé hơn. Đứng vùng nhiệt lép. Ok, và tương tự tôi sẽ đổi pivot cái đó. Insert align vào đây. Tool array. Instant preview. Ok. Quét toàn bộ. Giờ ta nát bỏ cạnh này. À, chúng ta sẽ chỉnh những cái điểm này. Convert sampling attack cho con một Katra. Well, Shell to smooth. Ok, và tôi sẽ có thể group hai cái đối tượng này lại. Để chạm phần trước. Group. Cái tiếp tôi sẽ copy xuống dưới. Và tất nhiên là tôi sẽ mirror lại theo phần trục Z. No clone. Kéo dưới một chút. Ok. Cái phần phía trên này các bạn có thể vẽ cho nó một cái đối tượng giống như kiểu cái cylinder. Align vào đây. Cao lên một chút. Rộng một chút. Còn những cái vết đàn như này vào đây.
Chúng ta vẫn đi từ tấm plan. Và cái vật thể này ta của chúng ta nó sẽ bị lủng ở giữa, nhét được cái đèn vào. Insert. Brick. Chọn cái độ 2. Ring. Chamfer. Thì cái tấm plan này của tôi cũng sẽ xoay sang đây một chút. Edit Poly. Cái này thì dễ hơn. Thực ra 3D Smart nó là cái phần mềm chuyên về diễn họa. Chúng ta chỉ cần vẽ những cái đối tượng mà nó tương đối giống với cái vật thể mà mang đi thi công là ok rồi. À, cho cái độ 2, brick hai cạnh này. Các bạn vẽ kỹ quá cũng được, trừ khi là các bạn có thời gian. Copy. Connect. Shell. Tôi sẽ bút thử. Ok, ở đây chúng ta sẽ chamfer mấy cái góc này. Ring. Tương tự. Bốn góc. Rồi, attack hai đối tượng này. Và tương tự tôi cũng sẽ đổi private cái đối tượng này. Ok. Vào tool array preview. Đúng ra chúng ta vẫn phải có 66 đối tượng. Nghe thôi các bạn cứ vẽ như này được rồi. Copy. Ok. Giờ ta nát bỏ cạnh này. Attack lại. Turbo Smooth. Nhìn cũng ngon. Copy trên xuống dưới. Group lại. Kéo lên trên. Thích thì các bạn mirror. Ok. Như vậy là tôi đã hoàn thiện xong cái đèn Mechadan kiểu như này. Hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp.